Linh cảnh hành giả chương 1694, ngỗ nghịch 3. Người trung niên trên ghế công tố lập tức đứng dậy, đọc văn kiện. Bản nhân ID Linh cảnh nộ lãng kinh đào, tổ trưởng tổ ba bộ điều tra, chúng tôi ở lúc thẩm duyệt báo cáo phó bản của Hoàng Thái Cực, phát hiện có tình huống chi tiết bỏ sót, báo láo nói dối. Trải qua kiểm tra, xác nhận Thái Long thần bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giết chết, nguyên nhân là Nguyên Thủy Thiên Tôn bất mãn phân phối chiến lợi phẩm, Căn cứ điều thứ ba pháp quy ngũ hành minh, giết hại, làm bị thương nặng đồng nghiệp, dựa theo trình độ nghiêm trọng của tình tiết, ban tử hình hoặc là xử phạt giam giữ cả đời. Bản bộ cho rằng, Nguyên Thủy Thiên tôn phạm tội sự thật rõ ràng, chứng cứ xác thực đầy đủ, hơn nữa có tiền lệ, mời thẩm phán trưởng ban tử hình, lập tức chấp hành. Trên ghế người nghe truyền đến tiếng thấp giọng xôn xao, không ngờ bộ điều tra mở miệng đã muốn lấy mạng nhỏ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghe xong, hoàng thái cực ghế nhân chứng liền nói ngay chánh án tôi có chuyện muốn nói thái trưởng lão thản nhiên nói yên lặng lời nói bao bọc gió sét lập tức bao phủ qua ồn ào hắn nhẹ nhàng bâng quơ nhìn hoàng thái cực một cái nói ở dưới mọi người nhìn chăm chú hoàng thái cực trầm giọng nói nộ lãng kinh đào lên án không hoàn toàn đúng sự thật tôi ở trong lời khai từng nói thái long thần ỷ vào hắn còn chưa nói xong đã bị người trung niên ngắt lời chánh án tôi cho rằng lên tiếng không quan hệ với bản án là cần cấm đoán thái trưởng lão thản nhiên nói hoàng thái cực chỉ cần nói sự thực tương quan với bản án lời không quan hệ với vụ án không cần nhiều lời có lần sau nữa tôi sẽ cấm đoán cậu lên tiếng cái gì gọi là trần thuật không quan hệ với bản án lời khai bất lợi đối với cháu nội ngươi chính là không quan hệ với bản án trương nguyên thanh giật giật da mép lại nói không ra lời. Hắn ngay cả cơ hội giải thích cho bản thân cũng không có. Hoàng Thái cực trầm mặt một phen, tránh đi chi tiết Thái Long thần sợ chiến, nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thật đã giết Thái Long thần, nhưng hắn vì vãn hồi cục diện chắc chắn thất bại của trận doanh hợp pháp, cưỡng ép cắn nuốt linh hồn bóc cấp chúa tể, dẫn tới thần trí thác loạn, tính tình thay đổi hẳn. Mà thật sự bất mãn phân phối ít lợi là Thái Long thần, hắn ý đồ cướp đoạt chiến lợi phẩm, kích thích đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cưỡng ép nuốt linh hồn bót. Các người nghe bừng tỉnh đại ngộ, như vậy có thể giải thích Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao giết người. Thần dạ du vệ linh di chứng cực lớn, tích lũy đến số lượng nhất định, tinh thần sẽ thất thường, đây là chuyện mọi người đều biết. Húng chi Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn nuốt là linh hồn bóp cấp chúa tể. Mặt khác, còn có một chi tiết là những người nghe trước đó chưa từng biết Thái Long thần ý đồ cướp đoạt chiến lợi phẩm, là Thái Long thần bất mãn phân phối ít lợi. Chánh án, tôi nghi ngờ. Người trung niên giơ tay, sau khi đạt được Thái trưởng lão đồng ý, hắn nhìn về phía Hoàng Thái cực, nói. Cậu ở trong lời khai nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn có được đạo cụ giữ mạng thần Nhật Du ban cho, là một món tiêu hao phẩm, chính là ỷ vào món tiêu hao phẩm đó, mới áp chế bóp. Mọi người đều biết, thần Nhật Du có thể thanh trừ cảm xúc tiêu cực ô nhiễm, cậu làm sao khẳng định, nguyên thủy thiên tôn điên cuồng không phải giả vờ hoàng thái cực ngẩn ra thổ quái tính cách trung hậu thuần phát đã định sẵn hắn là người thực sự cầu thị hắn quả thật không thể chứng minh đối phương đưa ra nghi ngờ hợp tình hợp lý khó có thể phản bác người trung niên a à một tiếng chánh án vấn đề này tôi cho rằng không cần thảo luận nữa hoàng thái cực nhíu mày nói không tôi quả thật không thể chứng minh nguyên thủy thiên tôn là điên thật nhưng anh cũng không có chứng cứ chứng minh hắn là giả điên không đúng lão hoàng nghĩa phụ anh nên đề xuất hổ phù phát hiện nói dối trong lòng trương nguyên thanh khẩn trương trên thẩm phán đình không có luật sư hoàng thái cực đảm đương nhân chứng chính là luật sư của hắn nhưng tính cách hoàng thái cực hiển nhiên không thích hợp đối chất công đường đấu mồm mép nếu là phó thanh dương đã sớm phản công chết nộ lãng kinh đào này rồi người trung niên nộ lãng kinh đào chưa đáp lại hoàng thái cực Hắn không cần đưa ra chứng cứ, hắn chỉ cần đưa ra nghi ngờ, để tinh thần thất thường biến thành điểm đáng ngờ là đủ rồi. Hắn mở ra trang tiếp theo, tức cao giọng nói. "Chuyện thứ hai, căn cứ hoàng thái cực cùng khương cư báo cáo vượt phó bản, trong phó bản ngũ hành chi loạn, một vị thông linh sư vì cứu nguyên thủy thiên tôn, phản bội trận doanh tà ác. Chánh án, căn cứ điều thứ nhất pháp quy ngũ hành minh, cấu kết nghề nghiệp tà ác, cùng nghề nghiệp tà ác ái muội không rõ, đều tử hình." bản bộ cho rằng nguyên thủy thiên tôn phạm tội sự thật rõ ràng chứng cứ xác thực đầy đủ hơn nữa có tiền lệ xin chánh án ban cho tử hình lập tức chấp hành tiếng ồn ào trên ghế người nghe lớn hơn nữa cấu kết nghề nghiệp tà ác là tội nặng tội nặng xếp hạng nhất hoàng thái cực trầm giọng nói tên nghề nghiệp tà ác kia thân phận đặc thù lúc trước phân bộ tùng hải truy bắt ma nhãn chủ động yêu cầu nguyên thủy thiên tôn lẻn vào đoàn đội nghề nghiệp tà ác nằm vùng chuyện này là phó thanh dương nói cho hắn một đêm trước khi mở phiên tòa tiền công tử tìm tới hắn hai người từng có dự đoán đối với phiên tòa hôm nay phát triển ý thức được cô gái ông là cái sơ hở hoàng thái cực chính là từ trong miệng phó thanh dương biết được quan hệ của nguyên thủy thiên tôn cùng cô gái ông lúc ấy trong lòng hắn có chút vui mừng cái này chứng minh nguyên thủy thiên tôn không phải cảnh sát xấu không có điểm mấu chốt hắn cùng với cô gái ông tiếp xúc thuộc về tính chất nằm vùng hơn nữa chỗ dựa sau lưng cô gái ông là vãn sự vô ngân. Một nhân vật truyền kỳ thân ở bóng tối, lòng hướng tới ánh sáng. Nằm vùng. Tạ Linh Hy trên ghế người nghe khẽ thở vào. Cô vừa rồi bị dọa trái tim nhỏ bé cũng sắp vỡ ra rồi, chuyện nguyên thủy ca ca giết thái long thần là có thể cãi cọ. Nhưng cấu kết nghề nghiệp tà ác, quả thật là tội chết ván đã đóng thuyền. Nhưng, cô vừa thở vào xong hơi này, liền nghe gã đàn ông bộ điều tra kia cao giọng nói tôi nghi ngờ chánh án nguyên thủy thiên tôn phụng mệnh nằm vùng không giả nhưng cái này cũng không thể chứng minh hắn không cấu kết nghề nghiệp tà ác ngũ hành chi loạn là phó bản loại tử vong trận doanh tà ác cùng hợp pháp nhất định phải phân ra sinh tử thử nghĩ rốt cuộc là quan hệ gì khiến vị thông linh sư kia cam nguyện hy sinh bản thân cũng phải cứu nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn cấu kết với nghề nghiệp tà ác đây là sự thật không tranh cãi. Tạ Linh Hy khẽ biến sắc, sau đó, nghe thấy được tiếng nói thầm của những người nghe xung quanh. Trạng thái tinh thần của Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể kết luận, cứng rắn nói hắn giả ngay giả dại, có chút gượng ép. Nhưng hắn cùng nghề nghiệp tà ác quan hệ không tầm thường, chuyện này thì không cần chứng cứ. Hành vi của thông linh sư kia chính là chứng cứ tốt nhất. Là quan hệ gì, mới có thể khiến một người không tiếc hy sinh bản thân cũng muốn cứu một người trận doanh đối địch. Không xong. Tạ Tô thấp giọng lẩm bẩm. Sắc mặt quan nhã cực khó coi, không phải vì vị thông linh sư kia cùng nguyên thủy quan hệ không phải là cạn, mà là nàng vết hết trong bụng, cũng chưa thể nghĩ ra lời phản bác. Không có ai sẽ tin chuyện nghề nghiệp tà ác có lương tâm. Nguyên thủy được nghề nghiệp tà ác liều mình cứu giúp, mặc kệ nói cái gì cũng không thể rửa sạch bản thân sát chiêu của thái trưởng lão ở đây. Trên ghế người nghe, toàn bộ người có quan hệ với nguyên thủy thiên tôn, trong lòng đều dâng lên cảm giác vô lực cùng lo lắng mãnh liệt. Hoàng thái cực ngồi lặng lẽ, hắn cảm giác mình bị chiếu tướng rồi. Chỉ có phó thanh dương mặt không biểu cảm. Hắn từ khi tham dự đến bây giờ, trước sau luôn mặt đơ, không có bất cứ biểu cảm dao động nào. Thái trưởng lão ngồi ở ghế pháp quan cao cao, thản nhiên nói. Xin hỏi nhân chứng, vị thông linh sư kia cùng nguyên thủy thiên tôn tồn tại quan hệ vượt qua hữu nghị hay không cậu chỉ cần trả lời đúng hoặc không đúng hoàng thái cực môi giật giật trầm mặc một lúc lâu không thể xác định trên ghế người nghe tiếng nghị luận vang lên ong ong ở lúc này không thể xác định không biết loại trả lời này thật ra là một loại ngầm thừa nhận yên lặng thái trưởng lão trầm giọng nói bản pháp đình nghe lời khai của nhân chứng cùng bên tố cáo đệ trình chứng cứ, biện luận trên tòa án trước đó có hổ phù nghiệm chứng, chân thật hữu hiệu, bổn viện ban xác nhận, hiện tuyên bố kết quả thẩm phán. Bổn viện cho rằng, bị cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn, giết hại đồng nghiệp Thái Long Thần, cấu kết nghề nghiệp tà ác, chứng cứ xác thực đầy đủ, tội danh lên án thành lập. Xét thấy bị cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn công huân hiển hách, cống hiến rất lớn, có thể giảm bất xử phạt so với pháp luật. Phán quyết như sau, bị cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn, phán xử giam cầm 3 tháng, phạt 1 tỷ, tịch thu bộ trang bị tế trời, tước đoạt tất cả công huân cùng đãi ngộ. Phán quyết thành lập, lập tức chấp hành. Tiếng xôn xao truyền ra trên ghế người nghe, các chấp sự cao cấp rốt cuộc không kiềm chế được, cùng ùn nghị luận. Nguyên thủy, xong rồi, sắc mặt tôn miễu miễu trắng bệch. Thái trưởng lão chẳng những muốn đoạt đi bộ trang bị tế trời của Nguyên thủy, còn muốn khiến hắn hủy hết hình tượng, vĩnh viễn đóng đinh hắn ở trên cây cục sỉ nhục cấu kết nghề nghiệp tà ác giết hại đồng nghiệp cấu kết nghề nghiệp tà ác nhưng quan phương niệm ở trên công lao quá khứ mở một mặt lưới chỉ giam ba tháng phạt tiền phạt đạo cụ mà thôi người ngoài không những sẽ không nói tổng bộ chèn ép thiên tài ngược lại cho rằng tổng bộ đã khai ân ngoài pháp luật có tình có nghĩa lại nhìn nguyên thủy thiên tôn phạm tội chết lại tránh được thẩm phán chính nghĩa nhất định bị người ta phỉ nhổ giết người tru tâm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thứ tôn miễu miễu cũng có thể nhìn ra, đám người quan nhã, âm cơ, triệu thành hoàng liền càng thông thấu. Buổi thẩm phán này, thái trưởng lão hầu như phá hủy danh tiếng nguyên thủy thiên tôn thật không dễ dàng gì tích lũy. Đây là trả thù của thái trưởng lão, hơn nữa chỉ là bắt đầu. ba Làm sao bây giờ? Tạ Linh Hy bắt lấy tay áo phụ thân. Ai, tạ tô than nhẹ một tiếng, vị thiên tài trẻ tuổi quật khởi như sao băng này, xem như sắp ngã vào đáy vực. Nộ lãng kinh đào rời khỏi ghế công tố, đi đến trước mặt Trương Nguyên Thanh, lạnh lùng nói. Lấy ra bộ trang bị tế trời. Trương Nguyên Thanh cúi đầu, không nói một lời. Từ khi công bố kết quả thẩm phán bắt đầu, hắn vẫn luôn cúi đầu. Lấy ra bộ trang bị tế trời. Nộ lãng kinh đào lặp lại một lần nữa, thanh âm bình tĩnh, trầm mặt chi tọa chỉ là giam cầm hai tay của ngươi, ngươi vẫn có thể mở ra ô vật phẩm, ném ra bộ trang bị. Trương Nguyên Thanh vẫn không để ý đến. Nộ lãng kinh đào quát lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi dám ngỗ nghịch tổng bộ. Một cây chùi bí đỏ màu vàng tím rời khỏi ô vật phẩm, từ trong hư không ngã ra, bóng dáng hư ảo thoát ly thể xác, tiếp được cây chù y. ầm ầm, Hai tiếng vang nặng cất lên, đứt cân gãy xương. Trương Nguyên Thanh đang cúi đầu đứng bật dậy các chấp sự trên ghế người nghe cả kinh, nguyên thủy thiên tôn cái thái độ này là muốn trở mặt với tổng bộ. Rầm rầm. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, các cảnh vệ trên thẩm phán đình lập tức bao vây, đề phòng toàn bộ tinh thần. Trương Nguyên Thanh như chưa thấy cảnh vệ như đối mặt đại địch, nhìn thẳng thái trưởng lão cùng chính vị trưởng lão cao cao tại thượng. Rốt cuộc có thể mở mồm nói chuyện, hắn nhếch miệng cười nói. Lão tử không phục. Lão tử không phục. Nghe được câu này, các chấp sự cao cấp trên ghế người nghe trợn mắt cứng lưỡi, suýt nửa hoài nghi thính lực của mình xảy ra vấn đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói lão tử không phục đối với 10 vị trưởng lão tổng bộ. Hắn thật sự muốn gọi nhịp với tổng bộ, gọi nhịp với giai tầng quyền lực cao nhất Ngũ Hành Minh. Ngũ Hành Minh thành lập hơn 20 năm, có từng xảy ra loại chuyện này không? Tổng bộ ở trong mắt bọn họ, là trung tâm quyền lực, là thánh đường của linh cảnh hành giả, cao cao tại thượng, quyền sanh sát đều ở nắm trong tay nhưng sức thống trị của tổng bộ là không thể nghi ngờ các chấp sự theo bản năng nhìn về phía trưởng lão bồi thẩm đoàn thấy từng vị chúa tể tay nắm quyền to sắc mặt vừa kinh ngạc vừa khó coi xem ra là không có ngươi dựa vào cái gì không phục cậu trưởng lão nhảy dựng lên đứng ở mặt bàn quát tổng bộ thẩm phán ngươi có tư cách gì không phục bắt hắn lập tức bắt hắn tựa như phẫn nộ đến cực hạn nghe ra răng nanh trắng bóc, trong đôi mắt như cúc áo đen cuồn cuộn cảm xúc làm người ta nhìn mà không hiểu. Các cảnh vệ lại tiến lên vài bước. Đồng thời, trong hành lang ngoài thẩm phán đình, truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đang có một đoàn cảnh vệ chạy tới. Nguyên thủy thiên tôn. Hoàng thái cực dùng một loại giọng điệu trầm thấp hơn nửa nghiêm túc, đừng nói nữa, nhận tội. Ở lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ giết ngụy Nguyên Châu, tổng bộ thập lão đã phát giác vị thiên tài này kiệt ngạo bất tuân, toàn bộ giai tầng thống trị trên đời, đều hy vọng dân chúng dưới sự cai trị, bề tôi dưới trướng là con cừu ngoan ngoãn. Thiên tài toàn thân phản cốt sẽ chỉ là phiền toái, cho nên phải thuần hóa, phải gõ. Cấp dưới nghe lời, mới là người nối nghiệp đủ tư cách. Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu hiện ra cá nhân cùng quái đảng, rất khó làm tổng bộ yên tâm bồi dưỡng hắn, cho cương vị quan trọng. Hoàng Thái Cực là một trong tứ công tử, rất rõ thái độ của tổng bộ thập lão, cho nên lập tức hiểu được mục đích của thái trưởng lão thái trưởng lão muốn bước ra phản cốt của nguyên thủy thiên tôn để trưởng lão khác của tổng bộ nhìn thấy vị thiên tài này không thể khống chế muốn xử lý một vị thiên tài tư thái minh chủ cần tính toán lâu dài thái trưởng lão trước hủy danh tiếng của hắn lại ép hắn nổi loạn từng bước kinh doanh rất đa mưu túc trí nguyên thủy thiên tôn nhận tội một vị trưởng lão bạch hổ binh chúng trầm giọng nói nguyên thủy thiên tôn nhận tội. Trưởng lão Trung Đình cũng mở miệng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhận tội. Trên ghế bồi thẩm, từng vị trưởng lão mở miệng. Chỉ có Phó Thanh Dương, vẫn như cũ, im lặng không nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhận tội đi. Trên ghế người nghe, có người đã muốn ý thức được mấu chốt của vấn đề. Các chấp sự quan hệ tốt với Trương Nguyên Thanh, hoặc chấp sự có thiện ý đối với hắn ùng ùng mở miệng. Nhận tội đi nguyên thủy thiên tôn tổng bộ xử phạt không sai cậu đừng hành động theo cảm tình đúng vậy không cần thiết tranh khí phách nhất thời thái trưởng lão ngồi ở ghế pháp quan cao cao vẻ mặt uy nghiêm giống như thần linh cao cao tại thượng đối với dưới sảnh ồn ào như khinh thường ngắt lời toàn bộ áp lực đều tụ tập ở trên người trương nguyên thanh tựa như muốn ép công lưng hắn ép sập ý chí của hắn đoạt bộ trang bị của ta khóa tự do của ta Ta vì quan phương liều mình chiến đấu, lập công lao hãng mã, đổi lấy là cái này. Chỉ bởi vì ta không phục quản thúc, không chịu biến thành cừu dê ngoan ngoãn. Thẩm phán đình ồn ào vang lên một tiếng cười càng rỡ. Nhận tội. Dựa vào cái gì nhận tội? Người trẻ tuổi dưới sảnh nhếch miệng cười, hắn nghiêm nghị không sợ nhìn thẳng 10 vị trưởng lão, mang theo vài phần châm biếm, vài phần kiệt ngạo, vài phần quái đảng. Hắn ưỡn lưng thẳng tắp, như có tinh thần bất khuất cùng kiêu ngạo nào không cho phép hắn cúi đầu cúi người có nháy mắt như vậy ở trong mắt cẩu trưởng lão bóng dáng nguyên thủy thiên tôn trùng hợp với ma nhãn thiên vương các chấp sự trên ghế người nghe đồng loạt nhíu mày nói thật có chút thất vọng đồng thời có chút phản cảm thái độ của nguyên thủy thiên tôn làm chấp sự cao cấp của ngũ hành minh chung thuyền với ngũ hành minh những người này đối với tổ chức là có độ trung thành cực cao Nguyên Thủy Thiên Tôn công khai ngỗ nghịch tổng bộ thẩm phán, làm bọn họ theo bản năng sinh ra phản cảm cùng địch ý. Nộ lãng kinh đào hợp thời nhảy ra, lớn tiếng chỉ trích, cấu kết nghề nghiệp tà ác, giết hại đồng nghiệp, không phải tội. Trương Nguyên Thanh Điên cùng cười lên. Ngươi chỉ nói ta giết hại đồng nghiệp, lại không đề cập một câu nào về Thái Long Thần ở trong phó bản đã làm cái gì. Thái Long Thần ích kỷ khiếp nhược, chỉ vào có đạo cụ truyền tống, ở trong nhiệm vụ chủ tuyến bí chiến lùi bước, trơ mắt nhìn Khương Cư cùng Hoàng Thái Cực gặp trận doanh tà ác vây công, thấy chết mà không cứu, ép Khương Cư cùng đường tự bạo, ép Hoàng Thái Cực cúi đầu cầu hắn ra tay, vẫn từ chối. Trương Nguyên Thanh ánh mắt sắc bén đảo qua các trưởng lão, đảo qua thập lão, tất cả các ngươi đều biết, nhưng các ngươi đều giả bộ không biết. Hắn như là bất chấp mọi giá, trước mắt bao người, ở tòa án chất vấn thập lão. Trên ghế người nghe, các chấp sự xích hỏa ban biến sắc, những tin tức này là điều bọn họ không biết mà các sơn thần của trung đình thì trầm mặt một bộ dáng mất hứng đánh rắm nộ lãng kinh đào lớn tiếng khiển trách thái công tử biết nhìn thời thế làm ra lựa chọn lý trí nhất chỉ là tránh đi mũi nhọn lấy đâu ra sợ chiến cái này không phải lý do ngươi giết hắn nguyên thủy thiên tôn pháp lý không dung tình đừng cho rằng ngươi khu môi múa mép có thể trộn đổi khái niệm rốt cuộc là ai trộn đổi khái niệm trương nguyên thanh hét lớn một tiếng Thái Long thần khiếp nhược sợ chiến, thấy chết mà không cứu, muốn hại chết Khương Cư cùng Hoàng Thái Cực, ngươi nếu không thẹn với lòng, vì sao không mang báo cáo của Khương Cư cùng Hoàng Thái Cực triển lãm ra trước mặt mọi người, xem xem là ta nói dối, hay là các ngươi vô liêm sĩ. Hoàng Thái Cực trầm giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đều là sự thật, vừa rồi ta muốn nói, nhưng Thái trưởng lão không cho phép. Trên ghế người nghe nháy mắt ồ lên. Các hỏa sư nổi giận chửi ầm lên. Trương Nguyên Thanh cao giọng nói. Ta vì nghịch chuyển cục diện, không tiếc mạo hiểm mất mạng, chủ động cắn nuốt linh hồn bót, dẫn tới tinh thần thất thường, là ta cứu hoàng thái cực cùng khương cư, là ta diệt trận doanh tà ác. Thái Long thần thì sao? Tham sống sợ chết, co đầu rút cổ ở trong kiếm cát, thờ ơ lạnh nhạt đối với cảnh ngộ của đồng nghiệp. Sau khi thấy ta ngăn cơn sóng dữ, hắn lại ý vào mình là cháu nội thái trưởng lão, lấy thân phận uy hiếp, chẳng biết xấu hổ đòi chiến lợi phẩm, ta không đồng ý, hắn liền cướp. Đừng nói ta lúc ấy tinh thần thất thường, cho dù thần trí tỉnh táo, người ti tiện vô sĩ như thế, nguyên thủy thiên tôn ta giết hết không tha. Trương Nguyên Thanh bước lên rời khỏi chỗ bị cáo, đi lên hai bước, đứng ở dưới chỗ pháp quan, nhìn chầm chầm thái trưởng lão. Xin hỏi thái trưởng lão, tội ta ở nơi nào? Tội ở giết chết đồng nghiệp, hay là tội ở giết cháu nội ngươi? Ngũ hành minh này, là của thái gia ngươi sao, thiên hạ này, là của thái gia ngươi ánh mắt hắn lướt qua thái trưởng lão nhìn về phía chính vị trưởng lão cao cao tại thượng ngày đó ma nhãn làm hại tùng hải các trưởng lão phân bộ bó tay không có cách nào là ta phụng mệnh đi vào trong đoàn đội tà ác mời đến huyễn thuật sư chúa tể hỗ trợ lúc này mới truy bắt ma nhãn phản sự vô ngân là người thế nào các trưởng lão tổng bộ chẳng lẽ không biết sau khi truy bắt ma nhãn các loại tạo thế tuyên dương quan phương uy nghiêm nay qua sông đoạn cầu trở tay nói xấu ta công thần này cấu kết nghề nghiệp tà ác. Đây là quan phương, quan phương cái rắm chó, các ngươi ngay cả nghề nghiệp tà ác cũng không bằng. Tiếng xôn xao bỗng nhiên động lại. Hắn xoay phát người lại, nhìn về phía chỗ người nghe phía sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn ta gia nhập quan phương tới nay, phá phó bản cấp S, giải quyết sự kiện chén thánh, trong phó bản giết chóc đoàn diệt nghề nghiệp tà ác, giúp đỡ phân bộ Tùng Hải truy bắt ma nhãn, săn giết sắc dục thần tướng trong học viện Tần Phong bình ổn vụ án giết người, cứu vớt đồng nghiệp. Trong phó bản ngũ hành chi loạn, ngăn cơn sóng dữ. Từng vụ việc này, từng sự kiện này, lần nào không phải ta dùng mạng đổi lấy, nhưng ta nhận được cái gì? Các vị, nhưng ta nhận được cái gì? Hắn cười càng rỡ, lớn tiếng cười, ta thành tội nhân cấu kết nghề nghiệp tà ác, ha ha, ha ha ha. Trên ghế người nghe lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn người trẻ tuổi kiệt ngạo bất khuất này, hơi động dung. Vành mắt qua nhã ửng đỏ. Tạ Linh Hy cắn môi, nước mắt rơi như mưa. Âm cơ kinh ngạc nhìn hắn, hắn điên cuồng cười, hắn kiệt ngạo, hắn tính cách bất thường cương liệt, cực kỳ giống người kia. Có cảm giác tương tự với cô còn có dịu đằng nhi. Trương Nguyên Thanh xoay người lại, nhìn thái trưởng lão. Hôm nay thẩm phán, không phải là vì ta giết cháu nội ngươi. Cái gì chính nghĩa, cái gì luật pháp, hết thảy đều là rắm chó. Ngươi muốn báo thù cứ đến là được muốn giết muốn chém ta đều nhận nhưng tội danh có lẽ có nguyên thủy thiên tôn ta không tiếp thu hắn lại nhìn về phía chính vị trưởng lão trước mặt vẻ mặt kiệt ngạo gõ thuần hóa các trưởng lão nguyên thủy thiên tôn chính là một thân phản cốt sinh ra kiệt ngạo giọng điệu hắn đầy khí phách quanh quẩn ở thẩm phán đình những người nghe sững sờ nhìn bóng người này cái lưng thẳng tắp kia giống như là thứ cứng trắng nhất thế gian đại trưởng lão đế hồng ngồi ở trung tâm cao nhất nhìn thái trưởng lão một cái thu hồi ánh mắt nhìn người trẻ tuổi kiệt ngạo quái đảng này chậm rãi nói nguyên thủy thiên tôn ngươi biết mình đang nói cái gì không biết mình đã bỏ lỡ cái gì trương nguyên thanh cười lạnh nói các ngươi có thể giết ta không thể khiến ta cúi đầu thẩm phán đình hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch ngoài cánh trường tinh không vạn lý ngân giao quận chú ngồi xếp bằng ở trước giá đặt đồ cổ tài liệu chán đến chết đồ nghịch tiền cùng đồ cổ đời tần tài liệu cấp chúa tể đã bị nguyên thủy thiên tôn thu vào kho hàng ban phái không gian trong mũ có mặt trời mọc lặng ngân giao quận chúa biết rõ mình bị giấu ở chỗ này ba ngày rồi cô có chút không nán lại nổi nữa muốn rời khỏi thế giới thu nhỏ này cũng không phải vì nhàm chán dù sao cô ở lại trong địa cung mấy trăm năm ngân giao quận chúa chỉ là có chút lo lắng tên kia ba ngày cũng chưa giải quyết nói rõ sự kiện đó so với trong tưởng tượng còn phiền toái hơn. Quả thật phiền toái, Thái Long thần gì đó, đặt ở triều đại đó của cô, đó là con thân vương, dòng giỏi hoàng thất. Giết dòng giỏi hoàng thất, triều đình có thể cho ngươi kết quả tốt. Đột nhiên, trong túi đeo hông cách đó không xa, truyền đến tiếng dòng điện, xẹt xẹt. Ngân giao quận chúa nghiêng đầu nhìn qua, bên tai quanh quẩn tiếng ca nam tính trầm thấp. Bọn họ nói, muốn cấm cái cùng của anh, tựa như lau vết bẩn. Bọn họ nói, phải thuận bậc thang mà lên, mà trả giá là cúi đầu. Vậy để em, không thể, cưỡi gió, anh vẫn kiêu ngạo, loại cô đơn dũng cảm đó, ai nói đánh cờ bình thường không tính là anh hùng. Yêu anh một mình đi ngõ tối, yêu bộ dáng không quỳ của anh, yêu an từng dằn co tuyệt vọng, không chịu khóc một hồi. Có thể giết, không thể cúi đầu. Lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tựa như một phát búa tạ, đập vào trong lòng mọi người. Đây là một thiên tài kiệt ngạo, cởi đi áo khoác ngụy trang, mang sự kiêu ngạo cùng khí khái của mình triển lộ cho mọi người. Cho dù tiền đồ hủy hết, cho dù thân hãm nhà tù. Có thể giết, không thể cúi đầu. Giờ khắc này, các chấp sự cao cấp ở đây, rốt cuộc ý thức được mình cùng thiên tài trên lệch ở nơi nào. Bọn họ không có dũng khí ngỗ nghịch tổng bộ, không có dũng khí chất vấn thập lão, không có dũng khí ở trên thẩm phán đình hô to sinh ra kiệt ngạo, một thân phản cốt. Trong lặng lẽ không tiếng động, Thái trưởng lão thản nhiên nói. Nguyên Thủy Thiên tôn cấu kết nghề nghiệp tà ác, giết hại đồng nghiệp, chết không hối cải, công khai ngỗ nghịch tổng bộ, tình tiết ác liệt, lập tức bắt giữ, chọn ngày khác thẩm vấn tiếp. Chọn ngày liền không phải phạt tiền phạt đạo cụ nữa. Mục đích của hắn đã đạt thành, sau hôm nay, Nguyên Thủy Thiên Tôn vĩnh viễn không có ngày xoay người. Chỉ là lấy tâm kế cùng thân phận Thái trưởng lão, sớm đã vui giận không hiện ra mặt dứt lời trưởng lão áo bào đen canh giữ ở bên ngoài chân đạp sóng nước lao vào thẩm phán đình các vị hôm nay là ngũ hành minh không chứa được ta không phải lỗi của ta trương nguyên thanh cười lạnh một tiếng mở ra ô vật phẩm lấy ra ngọc phù truyền tống sớm chuẩn bị sẵn cắn ở trong miệng có ngọc phù hắn muốn đi chúa tể cũng không ngăn được cùng lắm rời khỏi ngũ hành minh lưu lạc chân trời trở thành một tán tu Thái trưởng lão, cân nhắc nha. Đệt, lão tử cảm thấy nguyên thủy thiên tôn không sai, Thái Long thần hại Khương Công Tử tự bạo, giết hắn có cái gì sai? Các vị trưởng lão, buổi thẩm phán này khó làm kẻ dưới phục tùng, chúng ta phải xin phúc thẩm. Quan Phương không thể đối đãi công thần như vậy, khó làm kẻ dưới phục tùng. Trong động tĩnh xôn xao, đại bộ phận chấp sự ở ghế người nghe đều đứng lên, trong đó lấy hỏa sư kêu gào lớn tiếng nhất một mảng ngã sang ủng hộ nguyên thủy thiên tôn cho dù là chấp sự thủy thần cung cũng lựa chọn im lặng lúc dương cung bạc kiếm một thanh âm như sấm sét vang như bom nổ ầm 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 quanh quẩn ở thẩm phán đình con mẹ nó các ngươi đang muốn làm cái gì vậy vù thẩm phán đại sảnh một vòi rồng lửa bỗng dưng dâng lên nhanh chóng xoay tròn sóng nhiệt cuồn cuồn thẩm phán đình to như vậy nháy mắt biến thành lò lửa nhiệt độ cao không khí theo đó vặn vẹo một bóng dáng khôi ngô cao 2 mét từ trong ngọn lửa xuất hiện. Hắn giao nguyên tố dung nham màu đỏ trực tạo thành, đường nét ngũ quan tinh tế, quần áo chi tiết rõ ràng, tựa như người nguyên tố trong truyền thuyết. Phó Thanh Dương từ đầu tới cuối mặt không biểu cảm, rốt cuộc nhếch khóe miệng lên, đứng dậy nói. Ra mắt ban chủ." Nhìn thấy người nguyên tố dung nham này hiện thân, tổng bộ thập lão cùng các trưởng lão trên ghế bồi thẩm đồng loạt đứng dậy. Ở trong tiếng di động bàn trầm rầm. rầm đám chúa tể quyền cao chức trọng này không người nói. Ra mắt ban chủ. Sau đó, trầm rầm, tiếng ghế di động càng thêm vang dội, hơn 100 chấp sự chỗ người nghe, cùng với thành viên linh cảnh thế gia, hầu như là từ trên ghế bật dậy. Trên mặt bọn họ gian kính sợ hãi, thân thể căng thẳng, cúi đầu không người, hô lớn. Ra mắt ban chủ. Ban chủ. Ban chủ xích hỏa ban. Trương Nguyên Thanh hít thở không khí nóng rực, kinh ngạc nhìn người nguyên tố lửa. Hắn không ngờ buổi thẩm phán này sẽ đưa tới bán thần, càng không ngờ mình cùng lãnh tụ cao nhất ngũ hành minh, là lấy phương thức như vậy gặp lần đầu. Hắn đánh giá cẩn thận ban chủ một trong năm vị minh chủ. Tuy là thân thể nguyên tố vật chất như dung nham, ngưng tụ, nhưng ngũ quan, quần áo cẩn thận tỉ mỉ, tựa như thân thể máu thịt chân thật, bởi vậy hắn có thể thấy rõ đặc thù vẻ ngoài của vị ban chủ này. Cao 2 mét, mặc quần áo luyện công rộng thùng thình, tóc đỏ ngang vai, mặt vuông râu sồm, chân mày vừa to vừa rậm. Nếu xem nhẹ uy áp cường giả cấp bán thần, vị bang chủ này cho người ta ấn tượng đầu tiên là Đại tướng cướp Khương bang chủ không quan tâm các trưởng lão cùng chấp sự, nghiêng đầu đánh giá Trương Nguyên Thanh. Cậu chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng thu hồi kiệt ngạo cùng phản cốt của hắn, suy tư nên cho đối phương một cái cúi đầu lạy luôn hay không, nhưng lời nói hùng hồn có thể dết không thể cúi đầu vừa nói ra lúc này cúi đầu lạy luôn thiên tôn lão gia làm gì còn thể diện là tôi vì thế hắn cứng cổ nguy nga không sợ nhìn lại người nguyên tố dung nham nào ngờ vị minh chủ này vậy mà lại hài lòng gật gật đầu quả thật có vài phần khí khái so với đám phế vật chỉ biết cuối người cúi đầu này mạnh hơn nhiều nói xong hắn quay đầu nhìn mười vị trưởng lão tổng bộ một lần nữa phát ra tiếng quát ong ong. Ta nói, các ngươi con mẹ nó rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Thái cầm hạt, ngươi tới trả lời ta, con mẹ ngươi, đang muốn làm cái gì? Thái trưởng lão đứng thẳng dậy, hốc mắt tối đen nhìn ban chủ, thẩm phán nguyên thủy thiên tôn. Thẩm phán bà nội ngươi. Khương ban chủ hùng hổ nói, thả người cho lão tử. Thái trưởng lão không kêu không nịnh, ban chủ, ngài không thể nhúng tay công việc trong minh, đây là quy củ chính ngài lập. Đánh rắm chó con mẹ ngươi. Người nguyên tố dung nham tố chất cực cao, miệng phun hương. Chúng ta năm đó lập quy củ này là vì để các ngươi quản lý ngũ hành minh tốt hơn, không phải để các ngươi hủy căn cơ ngũ hành minh. Còn không quản nữa, lão tử lúc trước thành lập bang phái, đánh hạ Giang Sơn, đã bị các ngươi trà đạp rồi. Nhìn xem các ngươi mười đồ chó này những năm qua đều đã làm cái gì. Mấy năm trước ta nghe người ta nói, muốn tấn thăng trưởng lão, nhất định phải gia nhập 10 phái hệ lớn. Ngoài 10 phái không có phe phái, các ngươi sao không lên trời. Hắn quay đầu hướng xuống đất, tuệt một bãi, phun ra một cục dung nham lớn, đốt thủng sàn. Hành động thô tục như thế, các trưởng lão cả sảnh đường đã không dám giận cũng không dám nói. Thập lão cao cao tại thượng cúi đầu nhìn xuống, vô cùng ngoan hiền. Khác với nữ nguyên soái vị bán thần mới tấn thăng này, người thô bỉ, trước mắt là người sáng lập xích hỏa bang, là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, trên đời không có linh cảnh hành giả nào tư cách và sự từng trải hơn được hắn nữa. Đừng nói là trưởng lão các phân bộ lớn, cho dù là thập lão tổng bộ, cũng là vãn bối của hắn, nghe truyền thuyết của hắn mà, lớn lên. Người nguyên tố dung nham, nước miếng bay tứ tung, mắng. Chơi tranh đấu đảng phái, chơi nội đấu, cái gì quyền lực đều phải nắm chặt chẽ ở trong tay, gặp kẻ không phục quản thúc, phản ứng đầu tiên liền gõ, thuần phục nghe lời rồi, lại lôi kéo vào trong phe phái cho ngon ngọt. Trong 20 năm qua, mỗi một lần có thế lực mới thò đầu, các ngươi liền lập tức dập tắt, sau đó chia cắt. Tình huống nguyên thủy thiên tôn, đã không chỉ một lần hai lần, Phó Thanh Dương lúc trước là bị phái đến Tùng Hải như thế nào. Các ngươi cảm thấy phó gia thế lực quá lớn, Phó Thanh Dương tâm cao khí ngạo, khó có thể khống chế, cần mài, cho nên ném hắn đến Tùng Hải đi, mài dỗ rèn luyện, thực cho rằng ta không biết. Lão tử chỉ là không quản, không phải kẻ ngốc. Lão tử năm đó lúc chiếm núi làm vương, ông nội các ngươi còn chưa sinh ra đâu. Hắn lại nhìn về phía bồi thẩm đoàn, càng thêm lửa giận sôi trào. Vì sao bồi thẩm đoàn không có trưởng lão xích hỏa bang ta tham dự, có phải khinh thường xích hỏa bang ta hay không? Mười mấy trưởng lão, mười mấy chúa tể, đều rõ là chuyện gì xảy ra, không ai đứng ra nói chuyện thay nguyên thủy thiên tôn, không ai dám đắc tội 10 con bê tổng bộ này. Các trưởng lão bồi thẩm đoàn xấu hổ cúi đầu, bọn họ rất nhiều năm rồi chưa bị người ta mắng như vậy. Đế Hồng, Thái Cầm Hạc, Diệu Sâm, Liệt Diễm, Bách Chiến Quân Thần. Hắn lần lượt điểm danh, lần lượt đảo qua tổng bộ thập lão, cười lạnh nói. Bản lãnh thuần phục chó của các ngươi so với lão phu mạnh hơn nhiều. Các chấp sự cúi đầu thấp hơn nữa, trong lòng thấp thỏm lo âu, những lời này không phải bọn họ có thể ở bên cạnh nghe nhưng trừ thấp thỏm lo âu trong lòng lại lặng yên cuồn cuộn kích động thiên tài trẻ tuổi gặp cường quyền chèn ép minh chủ tự mình hiện thân chủ trì công đạo loại trường hợp này có thể cả đời cũng sẽ không có lần thứ hai nữa trong lòng đám người quan nhã tạ linh hy mừng như điên có minh chủ chống lưng nguyên thủy thiên tôn có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này diệu đằng nhi cũng rất vui vẻ tuy trong thập lão bị minh chủ giận giữ mắng chửi có ông ngoại của cô đại trưởng lão đế hồng hổ thẹn nói chúng ta đã phụ tổ chức tín nhiệm xin minh chủ thứ tội cửu lão còn lại không người theo thái trưởng lão trầm giọng nói ban chủ nguyên thủy thiên tôn quả thật quan hệ ái muội không rõ với nghề nghiệp tà ác đã vượt qua phạm trù nằm vùng hơn nữa thái long thần mặc dù có lỗi tội không đến mức chết mà nguyên thủy thiên tôn từng có tiền lệ tự tiện giết đồng nghiệp thuộc về tái phạm về lý về pháp đều nên nghiêm trị người nguyên tố dung nham bật cười một tiếng bất con mẹ nó chơi bài này với lão tử giảng luật luật phải không cháu nội ngươi tự mình không biết sống chết chọc giận nguyên thủy thiên tôn thần trí thất thường dựa theo pháp luật nguyên thủy thiên tôn nên vô tội phóng thích thái cầm hạt ngươi đại động can qua tổ chức lần thẩm phán hội này không phải là nuốt không trôi cục tức này cháu nội ngươi thiếu chút nữa hại chết thằng nhóc nhà ta lão tử cũng nuốt không trôi cục tức này có phải cũng muốn thẩm ngươi hay không? Thái trưởng lão rốt cuộc biến sắc, ban chủ, ngài đang uy hiếp ta. Uy hiếp? Ta sẽ không uy hiếp một con kiến tùy tay có thể bóp chết, ngươi còn chưa xứng. Người nguyên tố dung nham ánh mắt sắc bén đảo qua thập lão, xem ra 20 năm qua ủy quyền, làm các ngươi bành trướng đến coi trời bằng vung rồi. Ta có thể không nhúng tay lần thẩm phán này, lão tử định quy cũ, lão tử sẽ tuân thủ. Nhưng ta phải cảnh cáo các ngươi, vị trí tổng bộ thập lão là ta cho các ngươi nếu để ta thấy được các ngươi không xứng ở lại vị trí này nữa có thể lấy đi bất cứ lúc nào dứt lời thân thể hắn tán loạn thành đống lửa sáng ngời tiếp đó tắt mười vị trưởng lão lấy đế hồng cầm đầu cao giọng nói cung tiễn ban chủ ban chủ đi rồi nhưng nhiệt lượng thừa trong không khí giống như vẫn ở lại trong lòng mọi người không có ai dám nói chuyện trong sự im lặng đại trưởng lão đế hồng lại nhìn thái trưởng lão một cái Thái trưởng lão, duy trì phán quyết ban đầu hay không? Thái trưởng lão trầm mặt hồi lâu, chậm rãi nói. Bắt giữ nguyên thủy thiên tôn, bồi thẩm đoàn, người nghe lui ra. Các trưởng lão, chấp sự ùng ùng cúi đầu, sau đó, máy chiếu trên trần nhà tắt, từng chùm tia sáng biến mất. Đại sảnh thẩm phán vốn không còn chỗ ngồi, trong chớp mắt chỉ còn lại có thập lão cùng cảnh vệ. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh cũng bị cảnh vệ mang ra khỏi đại sảnh thẩm phán trương nguyên thanh đang nghe truyện trên tv audio cv một lần nữa trở lại phòng thẩm vấn cảnh vệ sau khi đưa hắn đến nơi đây liền đi luôn không để lại người trông coi cũng không đeo còng tay rất lơi lỏng lúc này trương nguyên thanh mới cảm giác được mặt bị bỏng run rẩy nâng tay sờ sờ khuôn mặt đau đến nghe răng trợn mắt mặt hắn bị bỏng rồi lại sờ chân mày tóc đều xuất hiện tình huống nóng xoan lại chỉ là tiếp xúc cự ly xa đã bị tổn thương đây còn chỉ là một phân thân bé nhỏ không đáng kể. Vi của bán thần quả nhiên đáng sợ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nói thầm, lấy ra quyền trượng sơn thần. Hắn mang đá quý xanh biết ở đỉnh quyền trượng để lên ngực, kích hoạt công năng trị liệu của đạo cụ. Trong ánh sáng xanh lục càng quét, khuôn mặt nóng rát trở nên mát mẻ, cảm giác bỗng biến mất, thương thế của hai cánh tay cũng nhanh chóng khép lại. Dưới năng lực tự lành cường đại của tinh quang, bản thân thương thế cánh tay cũng sắp lành rồi kế tiếp chính là chịu đựng dục vọng sinh sôi nảy nở rồi. Hắn bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở ghế thẩm vấn, tùy ý thời gian thông thả trôi qua. Nửa giờ sau, cửa phòng thẩm vấn đẩy ra, một điều tra viên thanh niên tiến vào, mang điện thoại di động bịt kín ở trong túi đặt lên bàn, nói Ngươi có thể đi rồi. Các trưởng lão tổng bộ sau khi thảo luận, cho rằng hành vi của ngươi ở trong phó bản tuy không ổn, nhưng hợp tình hợp lý. Cấu kết nghề nghiệp tà ác là một hồi hiểu lầm. Trương Nguyên Thanh sớm có đoán trước hắt một tiếng. Thập lão thương lượng xong rồi. Ngươi tự như không phục lắm. Vị thanh niên này rõ ràng là phe phái thái trưởng lão, cao mày, lặp lại. Ngươi có thể đi rồi. Trương Nguyên Thanh cười khẩy một tiếng, vẫy tay hút điện thoại di động đến, búng tay vang một tiếng, bốt, hóa thành ánh sao tiêu tán. Vườn hoa bên rìa cổng bộ điều tra, ánh sao dâng lên, Trương Nguyên Thanh cúi đầu nhìn lều trại dựng lên cao cao, nhanh chóng đi ra khỏi sân tòa nhà bộ điều tra. Sau nửa giờ rồi còn chưa khôi phục, xem ra lượng tồn kho của kho vàng có chút khoa trương. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nói thầm. Đây là nguyên nhân hắn lựa chọn tinh độn rời khỏi. Đi ra khỏi cửa chính, Trương Nguyên Thanh liếc một cái liền thấy xe MPV quen thuộc đổ ở ven đường, cửa xe mở rộng, tiền công tử áo trắng như tuyết ngồi ở vị trí phía trong. Lão đại! Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười, nhanh chóng tới gần, anh nhanh như vậy đã thu được thông báo tôi vô tội phóng thích rồi. Phó Thanh Dương nhìn hắn lên xe, đóng cửa xe, xe MPV khởi động, hòa vào dòng xe cộ. Tiền công tử mới không nhanh không chậm nói. Không cần thông báo, Khương Ban chủ là tôi mời đến. Mình biết ngay mà. Trương Nguyên Thanh rất tự giác định hót, biểu đạt sự khâm phục của mình đối với lão đại. Lão đại không hổ là lão đại, ngay cả minh chủ cũng có thể mời nổi, minh chủ chính là không quản chuyện cho nên phải là Khương ban chủ. Phó Thanh Dương mở ra tủ lạnh trên xe, lấy ra ly đế cao, vừa ra hiệu cấp dưới tâm phúc rót rượu, vừa nói: "Nếu mời Nguyên Soái tên rác rưởi kia ra mặt thay cậu, liền thành lấy thế ép người, không thể phục chúng." Nhưng ban chủ ra mặt vì con cái, hợp tình hợp lý, xuất quân có danh nghĩa. Hơn nữa, Khương ban chủ tính tình nóng nảy cương trực, lại có Khương cư quan hệ, càng dễ dàng bị thuyết phục hơn. Đổi thành ba vị khác tôi cho dù lôi kéo cậu cúi đầu bái lạy cũng rất khó thuyết phục bọn họ tôi thậm chí cũng không gặp được bọn họ cái cúi đầu bái lạy này của anh có phải đang trào phúng tôi hay không thế trương nguyên thanh rót rượu cho lão đại tâm tình vui vẻ thái trưởng lão lần này trộn gà không được còn mất nắm thóc từng xin lỗi tôi vẫn không thể khống chế bản thân tuy bình an vượt qua kiếp nạn này nhưng hắn vẫn để cho tổng bộ thấy được phản cốt nói từ góc độ nào đó mục đích của thái trưởng lão thật ra đã đạt thành, chẳng qua giết địch 800 tự tổn hại 1.000. Phó Thanh Dương liếc xéo hắn một cái, tôi đã dự liệu được. Trương Nguyên Thanh có chút hổ thẹn. Phó Thanh Dương nhấp một ngụm rượu vang, thản nhiên nói. Trước kia tôi luôn theo thói quen đứng ở góc độ mình yêu cầu cậu, hạ thấp, ẩn nhẫn, làm việc phải cân nhắc rồi mới làm, không thể hành động theo cảm tình. Đây là phong cách làm việc của tôi, nhưng cậu với tôi là không giống nhau tôi không thể dùng chuẩn tắc của tôi để yêu cầu cậu, như vậy cùng tổng bộ bắt cậu cúi đầu có cái gì khác nhau. Nói tới đây, hắn liếc cấp dưới mặt mày hớn hở một cái, lắc đầu nói. Trải qua sự kiện lần này, cậu hẳn là càng hiểu biết ngũ hành minh hơn. Thập lão ở quan phương có bá quyền tuyệt đối, có thể áp chế bọn họ chỉ có 5 vị minh chủ, nhưng minh chủ lại không quản chuyện. Trưởng lão các phân bộ lớn đều là từng bị thuần hóa. Cái này vốn không có sai, Bá quyền có thể giảm bớt đấu đá tiêu hao nội bộ để tổ chức có sức cô động hơn, nhưng linh cảnh hành giả tuổi thọ dài đằng đẵng, mười lão già thống trị sẽ làm quan phương dần dần cứng nhắc cứng nhắc, thiếu sức sống. Vấn đề nội bộ quan phương rất lớn nha. Trương Nguyên thanh nháy mắt hiểu được ý tứ Phó Thanh Dương, "Lão đại, tôi sẽ giúp đỡ anh tiến vào tổng bộ, quét sạch bệnh trầm kha, cải cách ngũ hành minh." Phó Thanh Dương lộ ra nụ cười. "Nguyên Thủy, cậu không thiếu trí tuệ." nhưng tính cách của cậu không thích hợp con đường làm quan cậu nên may mắn ngũ hành minh không phải quan trường thật sự linh cảnh hành giả xét cho cùng vẫn là lấy võ lực đứng đầu cậu bây giờ là cấp 6, cuối năm vào phó bản giết chóc tấn thăng chúa tể đến lúc đó cho dù một thân phản cốt này của cậu tất cả đều chất xương cứng thêm cũng không cần sợ giai đoạn thánh giả nhiều nhất là trụ cột vững vàng của tổ chức lớn nhưng đến chúa tể thì khác chúa tể chúa tể tên như ý nghĩa, chúa tể một phương. Khi đó, tính có thể lựa chọn của nguyên thủy liền nhiều lắm, tổng bộ đương nhiên cũng có thể chèn ép hắn, nhưng cái này không có bất cứ hiệu quả gì. Dù sao thập lão chèn ép nguyên thủy, mục đích không phải ép hắn làm phản, mà là thuần hóa hắn. Đại khái cũng là nhìn đến nguyên thủy thiên tôn tốc độ trưởng thành quá nhanh, con đường rèn luyện cơ sở mài dũa góc cạnh vô dụng, mới sẽ mượn chuyện Thái Long thần tiến hành gõ nhưng phó thanh dương rất rõ con đường này không thể thực hiện được nguyên thủy thiên tôn từ nhỏ mất cha lại thiếu tình thương của mẹ ăn nhờ ở đậu nội tâm hắn quái gỡ mẫn cảm gặp bên ngoài kích thích sẽ sinh ra phản ứng chịu kích thích rất mạnh loại tính cách này đã định sẵn hắn ăn mềm không ăn cứng càng chèn ép càng phản kháng nhưng tổng bộ thập lão cũng không đi đồng tình đi lý giải nguyên thủy thiên tôn đây là điều phó thanh dương nói thượng vị giả ngạo mạng bọn họ cầm quyền quá nhiều năm ngạo mạn khắc vào trong xương tủy sau việc này ấn tượng của tổng bộ đối với cậu sẽ kém đến mức tận cùng thiên phú cùng tiềm lực của cậu sẽ làm bọn họ lựa chọn nhẫn nại nhưng sẽ không sẽ bồi dưỡng cậu theo hướng người nối nghiệp phó thanh dương trầm giọng nói nhưng không sao cậu vốn không cần nghĩ lại bọn họ tôi sẽ trải đường thay cậu nguyên thủy không thích hợp lăn lộn quan phương nhưng đây vừa vặn là thứ phó thanh dương hắn am hiểu nhất về sau phúc lợi đãi ngộ đều sẽ giảm xuống, công huân đổi tài liệu, tiền vân vân, đều sẽ bị ảnh hưởng. Những thứ này đều là việc nhỏ, lão đại, thái trưởng lão có thể ám sát tôi hay không? Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Nếu trở mặt trời khỏi quan phương, hắn sẽ không cần băng quan phương diện này, bởi vì ám sát trả thù là tất nhiên. Ngược lại là loại trạng thái nửa vời này khó chịu nhất. Trả thù là không thiếu được, càng là loại nhân vật lớn này, làm việc càng không có điểm mấu chốt, bán tình báo của cậu cho nghề nghiệp tà ác, thuê sát thủ ám sát, đều có khả năng, thậm chí ra tay đối với người nhà cậu. Phó Thanh Dương một hơi uống hết rượu, chẳng qua gia thế bối cảnh của cậu, ở lúc cậu giết chết Ngụy Nguyên Châu, tôi đã tiêu hủy, người biết thân phận chân thật của cậu không nhiều, tôi sẽ xử lý tốt. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra. Phó Thanh Dương đột nhiên nheo mắt. Cậu trưởng lão cũng từng xem tư liệu của cậu, luận tư cách và từng trải hắn cao hơn tôi, luận chức vị cũng cao hơn tôi, thái trưởng lão nếu thông qua hắn đạt được tư liệu của cậu, tôi cũng không thể làm gì được, cậu không lo lắng. Trương Nguyên Thanh cúi đầu, tôi tin tưởng nhân phẩm cậu trưởng lão, còn có năng lực làm việc của lão đại. Phó Thanh Dương từng một tiếng, thu hồi ánh mắt, thuận miệng nói. Cậu có thể xem diễn đàn quan phương, rất náo nhiệt. Thật là, mình chán ghét thám báo. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nói thầm, nghe lời lấy ra điện thoại di động. Cậu trưởng lão cùng trương tử chân xác suất đại khái là người quen cũ, sẽ không hại hắn đứa con của cố nhân này, bởi vậy không có băng khoan phương diện này. Chỉ một cái chi tiết nhỏ như vậy, vẫn bị Phó Thanh Dương phát giác được. Mở máy, đăng nhập diễn đàn. Bài đăng ghim tốt diễn đàn là Trương Nguyên Thanh tùy tay click vào, nhìn lướt qua, người đăng bài là phân bộ Tùng Hải, nội dung rất quan phương, chỉ nói trải qua tổng bộ kiểm tra, bài trừ hiềm nghi cấu kết nghề nghiệp tà ác, cái chết của thái long thần thuộc loại ngoài ý muốn thường thấy trong phó bản không phải là nguyên thủy thiên tôn có ý định giết người đương nhiên cũng không nhắc tới hành vi của thái long thần ở trong phó bản làm phân bộ quan phương phân bộ tùng hải khẳng định không thể có tính thiên hướng rõ ràng nội dung bài đăng không có bất cứ vấn đề gì cái gọi là náo nhiệt của phó thanh dương không phải chỉ bài đăng của phân bộ tùng hải mà là bài đăng các chấp sự dự thính thẩm phán đăng trương nguyên thanh nhìn bài đăng đầy trang trận mắt cứng lưỡi lão đại phó thanh dương gật gật đầu đều là đội quân bàn phím tôi mua tới chúng ta phản kích rồi dừng một chút lại nói bài đăng của hỏa ma không quan hệ với tôi để người khác nói thật cần lấy lợi dụ để hỏa ma nói thật chỉ cần chọc giận bọn họ tính tình đại bộ phận hỏa ma vẫn là rất cương trực trương nguyên thanh click vào bài đăng nguyên thủy thiên tôn ở tòa giận mắng tổng bộ id người đăng bài là thập diện mai phục thập diện mai phục mang tình huống trên thẩm phán đình dùng bàn phím chuyển hóa thành văn tự thao thao bất tuyệt miêu tả chi tiết một lần sau đó dùng tìm từ tràn ngập tình cảm chủ quan hô to nguyên thủy thiên tôn tự xưng một thân phản cốt nhưng tôi nhìn thấy là bong bong thiết cốt hắn đối mặt bất công đối mặt cường quyền dám lớn tiếng nói ra lão tử không phục tôi không bằng được đại khái đây là chênh lệch của tôi cùng nhân vật thiên kiêu sau khi buổi thẩm phán kết thúc bản nhân suy nghĩ hồi lâu trong đầu quanh quẩn từng lần một tuyên ngôn bất khuất của nguyên thủy thiên tôn chúng ta là trận doanh hợp pháp là quan phương là người thủ hộ xã hội yên ổn chúng ta hẳn là chính nghĩa là quan huy là có tín ngưỡng nhưng tổng bộ làm những việc đó thật sự khiến người ta thất vọng đau khổ thử nghĩ nguyên thủy thiên tôn nếu là con của minh chủ thái trưởng lão còn dám đối phó hắn sao nguyên thủy thiên tôn vì quan phương làm ra nhiều cống hiến như vậy công lao hiển hách, lại như thế nào? Hắn thậm chí ngay cả một tên đời hai kiếp nhược cũng không bằng. Hiện tượng như vậy, khiến tôi người xuất thân tầng dưới chót này cảm thấy khó chịu cùng tuyệt vọng, tôi cảm thấy mình không thể trầm mặt nữa, cho nên mang tình huống thẩm phán đình phát biểu ở trong diễn đàn. Tôi có thể sẽ bị khóa tài khoản, nhưng đã không còn gì sợ hãi. Trong bình luận bên dưới, Trương Nguyên Thanh thấy rất nhiều ID quen thuộc. Có Jenny Đa Tình, Khương Dương, quả nhân có bệnh, năm rộng tháng dài, bé heo giót giờ, các siêu phàm. Cũng có hạ thụ chi luyến, hoa ngữ, diệu đằng nhi, cao sơn lưu thủy, các thánh giả. Các hành giả siêu phàm lên tiếng thiên hướng nhóm văn hóa, ở sau khi biết được thiên tôn lão gia bị oan uổng cùng ở trên thẩm phán đình, đại náo thiên cung, đám hành giả siêu phàm này hóa lo lắng thành kích tình, hóa kích động thành phẫn nộ. Ở trong bình luận nói móc mỉa tổng bộ, nói rất nhiều ngôn luận lời lẽ sắc bén, đặt ở cổ đại sẽ bị mất đầu vương phi đây tuyệt đối là bê bối lớn nhất của quan phương năm gần đây cảnh ngộ của nguyên thủy thiên tôn làm người ta oán giận tổng bộ là đối phó công thần như thế tôi hy vọng minh chủ có thể nói được thì làm được ngôn luận đại nghịch bất đạo kiểu này rất nhiều bình luận của các thánh giả thì ôn hòa hơn rất nhiều thân phận càng cao càng không dám nói chuyện tùy theo ý thích nhưng đại bộ phận đều là ủng hộ nguyên thủy thiên tôn mặc kệ là nước chảy bèo trôi hay thiệt tình thực lòng Trương Nguyên Thanh bừng bừng hứng thú lướt khu bình luận, thẳng đến lần lật trang nào đó, hình ảnh biểu hiện, bài đăng không tồn tại. Bài đăng bị xóa rồi. Hắn quay về trang chủ, cập nhật một lần, phát hiện các bài đăng vừa rồi đều bị xóa rồi. Đều xóa rồi. Hắn kêu ta một tiếng. Phó Thanh Dương gác chéo chân, thản nhiên nói. Tiếp tấu đã dẫn dắt lên rồi, mặc kệ xóa bao nhiêu lần, vẫn sẽ có bài đăng mới chui ra. Đội quân bàn phím tôi thuê không nhiều, những người này bằng lòng nhận công việc, cũng không phải đơn thuần xem ở trên tiền, Kích lợi gầy còn không đủ để làm bọn họ ở diễn đàn chế độ tên thật nghi ngờ tổng bộ, bọn họ là đang ủng hộ cậu. Linh cảnh hành giả tầng trung tầng dưới quan phương, vẫn có rất nhiều người đứng về phía công lý cùng đạo nghĩa. Thái trưởng lão khiến ấn tượng của tổng bộ đối với cậu kém đến cực điểm, mà cậu khiến ấn tượng của hành giả quan phương đối với hắn kém đến cực hạn. Ở dưới cường quyền áp bách, các bất mãn cùng nghi ngờ này chỉ có thể chôn dưới đáy lòng hoặc là biến thành âm thầm lẩm bẩm nhưng nếu có một ngày có chúa tể đỉnh phong mới đứng ra đối kháng thái trưởng lão cậu sẽ phát hiện hắn mất đi thành viên cơ sở ủng hộ cùng tín nhiệm trương nguyên thanh rót hai ly rượu cười nói nếu có một ngày đó tôi hy vọng người kia thay thế thái trưởng lão là lão đại đinh hai người ăn ý cùng ly phó thanh dương buông ly đế cao xuống nhắc nhở sắp tới đừng bán đồ cổ đời tầng nữa diệu trưởng lão hoài nghi là cậu tiến vào phó bản ẩn của học viện tần phong lần này hắn lấy trả lại thu hoạch trong phó bản làm điều kiện ra tay cứu cậu hắn đã tra ra cái gì trong lòng trương nguyên thanh trầm xuống phó thanh dương khẽ lắc đầu không cần tra cũng không cần chứng cứ đối với thượng vị giả mà nói chứng cứ là bàn giao cùng lấy lệ đối với người đời hắn cảm thấy trong học viên của học viện tần phong cậu là có khả năng nhất tiến vào phó bản ẩn như vậy là đủ rồi tôi không đáp ứng yêu cầu của hắn hắn liền thay đổi một cái điều kiện bảo tôi cưới đằng nghi hắn muốn thông qua đám cưới lôi kéo anh trương nguyên thanh nhất thời đã hiểu tính toán của diệu trưởng lão so với đòi về bảo vật trong nhiệm vụ ẩn đám cưới với phó thanh dương càng thêm có lời mang vị chúa tể trẻ tuổi tiền đồ vô lượng này cột vào trên cùng chiếc chiến xa đã biến tướng đòi về đạo cụ lại đạt được phó gia ủng hộ ai trong mắt đại lão tất cả đều là ích lợi cùng tính kế trong lòng trương nguyên thanh nói thầm thấp thỏm lo âu nói vậy hắn sẽ uy hiếp tôi giao ra đạo cụ sao lão đại bảo bối quan trọng nhất tôi đã hiến cho anh cho nên hắn nghĩ cũng đừng nghĩ phó thanh dương lạnh lùng phát biểu thái độ sau đó nói Khương ban chủ vừa gõ thập lão thời điểm mấu chốt này nếu lại chèn ép cậu nhằm vào cậu chính là bày rõ gọi nhịp với minh chủ a à, không có ai dám gọi nhịp với hỏa sư cấp bán thần. Mặt khác, thái độ của diệu trưởng lão càng thêm thiên hướng đám cưới, hắn sẽ không cưỡng ép cậu giao ra bảo vật, khả năng lớn hơn nữa là chiêu cậu làm người ở rễ. Nói tới đây, tiền công tử nhìn về phía cấp dưới, một bộ vẻ mặt, tôi rất hiểu cậu, nói. Tôi biết cậu không có khả năng đáp ứng đám cưới, đến lúc đó, tôi sẽ thay cậu trắng trở về. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên dung mạo thanh lệ tuyệt luân của Diệu Đằng Nhi, khí chất thuần thục mê người đó đôi mắt long lanh như nai con trong rừng đó lão đại anh nói anh con người này cái gì cũng tốt chỉ là quá võ đoán trương nguyên thanh bất thình lình thấy phó thanh dương đang đánh giá mình vội lớn tiếng nói tôi khẳng định không đồng ý đám cưới cuộc đời này chỉ yêu một mình quan nhã tỷ lúc nói chuyện vì sao phải cúi đầu bởi vì khuôn mặt đẹp kinh động thế gian của lão đại khiến tôi tự biết xấu hổ lúc này điện thoại di động của phó thanh dương vang trợ lý ngồi ở hàng ghế trước xoay người đưa điện thoại di động thiếu gia cô cô ngài mẹ vợ mình gọi trương nguyên thanh thò đầu nhìn lại người gọi tới quả nhiên là phó tuyết phân bộ hàng thành trong văn phòng có cửa sổ sát đất hồng anh trưởng lão mặt mày dịu dàng hiền lành đầu ngón tay cầm chén sứ mỏng như cánh ve trên mặt mang theo mỉm cười hết sức chuyên chú nghe cao phong trưởng lão kể tình huống thẩm phán đình Chờ hắn nói xong, Hồng Anh trưởng lão đã qua tuổi 50, vẫn không giảm đi sự tao nhã cười nói. Có thể giết, không thể cúi đầu. Thực làm người ta hâm mộ nha, chúng ta lúc trẻ tuổi cũng là kiệt ngạo tự tin như vậy, cảm thấy thế giới đều là của chúng ta. Cô nhấp một ngụm nước trà thơm, thở dài nói. Đáng tiếc khi chúng ta tấn thăng chúa tể, thật sự tay nắm quyền to, sớm đã không còn trẻ tuổi. Tự tin cùng góc cạnh năm đó, đã bị mài phẳng đi hết mà tốc độ tấn thăng khủng bố của nguyên thủy thiên tôn khiến hắn ở lúc bước vào linh cảnh hành giả đẳng cấp cao vẫn còn duy trì kiệt ngạo cùng bất khuất của người thiếu niên cô buông chén trà hoảng hốt một phen nói điều này làm tôi nhớ tới linh thác con trai xuất sắc nhất của môn chủ tuổi còn trẻ đã thành chúa tể đỉnh phong trên người hắn luôn có một phần tinh thần phấn chấn làm người ta hâm mộ giấc mộng là cứu vớt thế giới trở thành anh hùng tạo phúc nhân loại rất buồn cười nhưng lại làm người ta hâm mộ. Linh Thác Cao Phong trưởng lão tiếc hận nói, nhân vật như vậy, trở về Linh Cảnh khi nào? Thời gian Cao Phong trưởng lão trở thành Linh Cảnh hành giả không vượt qua 15 năm, cùng không biết Linh Thác 20 năm trước trở về về Linh Cảnh. Nhưng Thái Nhất môn chúa tể đỉnh phong chỉ mấy người như vậy, bên trong cũng không có con nối dòng của môn chủ. Khả năng duy nhất chính là đã trở về Linh Cảnh. Hồng Anh trưởng lão nâng chén uống trà, chưa trả lời thẳng vấn đề của Cao Phong trưởng lão. Cao Phong trưởng lão vốn là thuận miệng hỏi, chưa hỏi tới cùng, hắn hạ tầm mắt nhìn thay trà, nói. Khương bang chủ nói, chúng ta là chó bị thuần phục. Hắn đã là đang gõ tổng bộ thập lão, cũng là đang gõ chúng ta. Nhớ rõ trước kia các trưởng lão phân bộ thường thường nghe điều không nghe tuyên, không khúng đúng, có cách suy nghĩ cùng chủ kiến của mình. Bây giờ mọi người đều không dám làm việc, bởi vì sợ mắc lỗi, sợ tổng bộ hỏi trách. Dần dần, toàn bộ ngũ hành minh liền thiếu sức sống. Tôi cẩn thận suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên phát hiện mình mấy năm nay, thời gian nghiền ngẫm tâm tư cấp trên càng ngày càng nhiều, thời gian săn giết nghề nghiệp tà ác càng ngày càng ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trên thẩm phán đình nói những lời đó, khiến tôi rất xấu hổ, nghĩ hẳn cũng làm rất nhiều trưởng lão hổ thẹn. Hắn có lẽ có thể mang đến cho ngũ hành minh biến hóa khác thường, tôi rất chờ mong. Hồng Anh trưởng lão cười khổ một tiếng, nếu không phải lão tôn hồ đồ nhân tài như vậy chính là của thái nhất môn ta rồi tôn trưởng lão quả thật hồ đồ viên đình ở trong nhóm tán gẫu theo thói quen chỉ trích một câu đây là lời dạo đầu hắn gần đây lúc phát biểu ý kiến thường dùng mọi người xem bài đăng của diễn đàn ngũ hành minh chưa rất nhiều đều bị xóa rồi nhưng tôi kịp thời lưu lại muốn thì chắc riêng với tôi nguyên thủy thiên tôn chiến một trận thành danh nha danh vọng của hắn đã vượt qua bộ phận chúa tể quan phương tứ công tử cũng không bằng hắn. Các thần dạ du trong nhóm ùng ùng sủi bong bóng. Phát một phần cho tôi. Tôi cũng muốn, chật chật, mỗi lần Nguyên Thủy Thiên Tôn làm việc, Tôn trưởng lão đều sẽ bị lôi ra quốc xác, Tôn trưởng lão thật đáng thương, nhưng hắn quả thật hồ đồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn gã này, chuyện làm ra mỗi vụ một lớn hơn, thế mà ở trên thẩm phán đình công khai gọi nghiệp tổng bộ, chật chật, đây là điều bao nhiêu người muốn làm mà không dám làm, thành viên tầng dưới chót ngũ hành minh coi hắn là thần tượng, cũng không kỳ quái một chút nào. Tôi về sau không bao giờ anti hắn nữa, tôi thậm chí vô cùng hy vọng hắn là người thái nhất môn chúng ta. Trong tiếng nghị luận khí thế ngất trời, viên đình lại một lần nữa lên tiếng. Các người ai muốn biết tình hình chi tiết trong ngũ hành chi loạn, mời chắc riêng tôi, tôi đã tự mình hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật sự quá đặc sắc rồi, xem xong mọi người liền biết Thái Long thần đáng giận bao nhiêu. Tôi muốn tôi muốn. Viên Đình, Vạn Sự Thông, ngài trực tiếp đăng bài diễn đàn đi. Kinh Thành Trong phòng hội nghị, Thái Thủy Sư vẽ mặt ngưng trọng đảo qua các huynh đệ tỉ muội bên cạnh bàn, tổng cộng 13 người. Con cái Thái Trưởng Lão nhiều tới hơn 20 vị, linh cảnh hành giả cùng người thường mỗi bên một nửa. Con cái bình thường quản lý sản nghiệp của ngũ hành minh, con cái linh cảnh hành giả gia nhập quan phương, chiếm cứ vị trí thực quyền. Thượng vị giả phải sinh nhiều con, đông người, gia tộc mới có thể thịnh vượng, đó là đạo lý này. Trên diễn đàn khắp nơi đều là ngôn luận phỉ bán phụ thân, tôi đã bảo quản lý viên xóa bài cấm chát, nhưng nhiệt độ nhóm chát riêng cũng rất cao, mọi người ai đi tìm ngành an ninh mạng một phen. Thái Thủy Sư trầm giọng nói, phàm là thảo luận, phỉ bán phụ thân, đều cấm hết nhóm cho tôi. Tình thế phát triển làm Thái Gia có chút sức đầu mẻ tráng, tuy nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng vẫn mất hết hòa khí với tổng bộ, nhưng danh tiếng Quy vọng của phụ thân chịu đã kích nghiêm trọng Chủ yếu nhất là Bộ trang bị tế trời chưa tới tay Đó là bộ trang bị ngũ hành chi lực đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tập hợp được 3 món Giá trị tuyệt đối vượt qua đạo cụ loại quy tắc cùng phẩm chất Dù là thái trưởng lão Cũng có chút động lòng Vốn định thừa dịp lần này làm khó dễ Đoạt lấy bộ trang bị tế trời từ trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn Nào ngờ trộn gà không được còn mất nắm thóc Biết rồi đại ca một người trung niên lên tiếng nói tiếp phụ thân có dặn dò kế tiếp đối phó nguyên thủy thiên tôn như thế nào hay không thái thủy sư lắc đầu phụ thân chưa dặn dò chờ sóng gió qua rồi nói sao lại một vị thiếu phụ hỏi vậy phó thanh dương thì sao muốn lấy hắn khai đao trước hay không mọi người đều không ngốc lúc này đã nghĩ lại khương minh chủ đột nhiên buông xuống thẩm phán đình can thiệp thẩm phán sau lưng khẳng định không thể thiếu phó thanh dương vận hành thao tác thái thủy sư trầm ngâm nói phó thanh dương đã thành thế thế lực phó gia lại khổng lồ chủ động xuất kích không có lợi ích đối phó loại kẻ địch này chỉ có thể chậm rãi đợi thời cơ trước áp chế dư luận xuống rồi nói sau bài đăng trên diễn đàn cô xem rồi giọng nói thành thục cuốn hút của phó tuyết từ một đầu khác của điện thoại truyền đến miên thủy thiên tôn khẳng khái trần từ giận mắng tổng bộ minh chủ tự mình ra mặt ngăn cơn sóng dữ phó thanh dương cháu với thằng nhóc thối đó có phải từng khớp kịch bản hay không? Giọng của cô cười tủm tỉm, tựa như tâm tình rất tốt. Phó Thanh Dương rất lấy lệ cầm một tiếng. Phó Tuyết cười lên giòn tan. Là cô đánh giá thấp hai đứa rồi, chẳng những chuyển nguy thành an, còn chiếu ngược lại thái cầm hạt một nước. Lấy danh vọng bây giờ của Nguyên Thủy, dù là trở mặt với tổng bộ, tiền đồ cũng sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn. Mẹ vợ nhẹ nhàng cảm khái, quan nhã con bé chết tiệt này, Ánh mắt tốt hơn cô nhiều, cô đối với nguyên thủy thiên tôn là càng nhìn càng hài lòng. trương nguyên thanh nhất khóe miệng thầm nhũ lúc này mở miệng nói chuyện có thể làm phó tuyết xấu hổ hay không? cẩn thận nghĩ một chút đáp án là sẽ không. phó tuyết là người tâm thần không bình thường. phó thanh dương nhíu mày cô cô gần đây cô gọi cho cháu có chút thường xuyên, hy vọng có thể giảm bớt số lần. hắn mệt mờ biểu đạt sự bất mãn của mình. chật thật sự là thằng nhóc tuyệt tình cô cô lúc còn nhỏ thương cháu như vậy phó tuyết không chút tức giận cười khanh khách nói vậy cháu đưa số điện thoại di động của nguyên thủy thiên tôn cho cô phó thanh dương nghiêng đầu liếc nguyên thủy thiên tôn bên cạnh một cái trương nguyên thanh vội vàng lắc đầu đầu tiên cô lúc còn nhỏ cũng không thương cháu tiếp theo vì sao không hỏi xin quan nhã phó thanh dương lạnh lùng nói phó tuyết nhất thời cười lạnh một tiếng con bé chết tiệt kia tâm lý âm u rất sợ cô cướp người đàn ông của nó lời này là có thể tùy tiện nói lung tung sao quả nhiên là bệnh tâm thần trong lòng trương nguyên thanh lẩm bẩm phó thanh dương yên lặng tắt máy hắn trầm ngâm hồi lâu nhìn về phía cấp dưới tâm phúc nói tôi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện cậu ở trên thẩm phán đình làm náo động số lượng nữ đồng nghiệp ngưỡng mộ cậu nhất định tăng vọt có cần thiết phải nhắc nhở một phen quan nhã ký kết khế ước với cậu khế ước gì trong lòng trương nguyên thanh trầm xuống khế ước không thể ngoại tình tôi có thể cung cấp đạo cụ lão đại xem ra anh vẫn càng yêu chị họ của mình hơn nha là cái gì cho cậu ảo giác tôi sẽ ở trên loại chuyện này thiên hướng cậu nhóm tiểu đội nhân vật chính phấn đấu hạ hầu ngạo thiên nguyên thủy thiên tôn có phải cầm nhầm kịch bản hay không hắn có phải trộm kịch bản của tôi hay không vậy? Hạ hầu ngạo thiên lòng buồn bã đưa ra nghi vấn trong nhóm. Tôn miễu miễu, hừ, anh một tên phương sĩ yếu nhất, mặc kệ nguyên thủy thiên tôn có cầm nhầm kịch bản hay không, nhân vật chính cũng sẽ không là anh, từ bỏ hy vọng đi. Hạ hầu ngạo thiên, quả nhiên là độc nhất lòng dạ đàn bà. Thiên hạ quy hỏa, thực đáng tiếc, cấp bậc không đủ, chưa thể tham dự thẩm phán đình. Triệu thành hoàng, không có gì đáng tiếc, Tham gia thẩm phán không nhất định là chuyện tốt, anh thấy tư thái đó của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sẽ chỉ cảm thấy thất vọng, rất thất vọng đối với chính mình. Triệu thành hoàng tiểu tử này có phải tự bế rồi hay không? Hạ hầu ngạo thiên thầm nghĩ. Thiên hạ quy hỏa, đó là anh chấp niệm quá sâu, mỗi người tính cách khác nhau, phong cách làm việc khác nhau, tôi sẽ không bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã làm cái gì, liền thất vọng đối với chính mình. Triệu thành hoàng, làm tốt chính mình, làm đến mức tận cùng, mỗi người đều là nhân vật chính. Hạ Hầu Ngạo Thiên, câu này cũng áp dụng cho anh. Hạ Hầu Ngạo Thiên, tuy anh nói rất có đạo lý, nhưng bị hỏa sư giáo dục luôn cảm thấy là lạ. Tôn Miểu Miểu, anh nghĩ một chút hắn là nỗi sĩ nhục của hỏa sư, liền không cảm thấy kỳ quái nữa. Khách sạn vô Ngân. 4 giờ chiều, nắng oi ả. Lúc này người gọi ship rất ít, cơ bản không nhận được đơn hàng cho nên khấu bắc nguyệt liền dẫn theo nhóc mập về khách sạn ngồi điều hòa thuận tiện quét dọn vệ sinh khấu bắc nguyệt phụ trách công việc thoải mái để dễ lau ở đại sảnh trống trải nhóc mập cần cù thật thà trà lau cửa thủy tinh hai người thỉnh thoảng liếc tiểu viên đang ngồi ở trước quầy tâm sự nặng nề một lần nguyên thủy thiên tôn đã bị giam 4 ngày nghe nói là vì ở trong phó bản cấu kết nghề nghiệp tà ác giết chết cháu nội của tổng bộ thái trưởng lão sau khi tin tức truyền ra các linh cảnh hành giả ba đại tổ chức tà ác hoang hô như sôi trào, chỉ thiếu chưa mua pháo chúc mừng. Nghe nói các thông linh sư của linh năng hội khai đàn làm phép tập thể, nguyền rủ nguyên thủy thiên tôn bị tổng bộ ngũ hành minh xử tử. Lưu lượng khách các nơi chợ đen lượng tăng vọt, mọi người đều đang tích cực tìm hiểu tình báo, bừng bừng hứng thú chú ý tình thế phát triển. Rất có hương vị đại kim nhìn nam tống sử tử nhạc phi. Nhưng tiểu viên và khấu bắc nguyệt thì không vui, người trước cả ngày cau mày, tâm sự nặng nề người sau đi ship hàng liên tiếp mắc lỗi đi xe bình điện vài lần đâm vào vành đai cây xanh mấy ngày nay không khí khách sạn nặng nề nhóc mập cũng trở nên trầm mặc à tôi nói nhóc mập thử nói nếu không tôi đi chợ giao dịch nam phái tìm hiểu một phen nhiều ngày như vậy kết quả xử phạt của nguyên thủy thiên tôn hẳn là đã có rồi hắn công huân hiển hách danh vọng lại cao sẽ không xử phạt quá nghiêm trọng nhưng người hắn giết là cháu nội trưởng lão tổng bộ. Khấu bắt Nguyệt nhíu mày nói. Lão đại, anh luôn ngay thẳng không đúng lúc, không thấy được mặt tiểu viên cũng đen xì rồi sao? Nhóc mập âm thầm lẩm bẩm, lon ton chạy vào chỗ sâu trong khách sạn. Tụ hội của trưởng mộng sứ khá đặc thù, không ở thế giới hiện thực mà là cử hành ở trong mộng cảnh cùng ảo cảnh, chỉ cần có được đạo cụ tương ứng, cho dù cách mấy ngàn km, cũng có thể gặp gỡ ở trong mộng cảnh. Bởi vậy nam phái tụ hội, bình thường là hoàn thành giao dịch ở trong mộng cảnh, sau đó thông qua kho hàng ban phái làm trạm trung chuyển, lấy vật đổi vật. Nếu trong giao dịch liên quan đến tiền tài, thì cần nộp tiền lên cho trưởng lão hội, do trưởng lão hội đến đảm bảo. Gã này nhất định là muốn lười biến, ném việc cho tôi. Khấu Bắc Nguyệt nhìn bóng lưng tiểu đệ rời đi, biểu môi. Tiểu viên lạnh lùng nhìn hắn, hôm nay toàn bộ công việc vệ sinh chỉ cậu làm hết. Khấu Bắc Nguyệt, hắn vừa mờ mịt vừa ấm ức, cho rằng tiểu viên coi mình thành thùng rác cảm xúc, nhưng lại không dám ở lúc này treo vào cô, tức giận bất bình vùi đầu lau nhà. Nửa giờ sau, cửa thang máy, đinh, một tiếng, ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, kèm theo nhóc mập hô to gọi nhỏ, cái đệt, cái đệt, cái đệt, xảy ra việc lớn rồi. Sắc mặt tiểu viên đột nhiên trầm xuống, đứng dậy nhìn về phía nhóc mập. Khấu bác nguyệt cũng ngừng lại. Chỉ thấy nhóc mập vẻ mặt cổ quái khoa trương, ánh mắt cùng sắc mặt tràn ngập chấn kinh. Tiểu viên cố đè nén cảm xúc lo âu, hít sâu một hơi, có tiến triển gì? Khấu bắt nguyệt thúc giục, nói mau. Trên đường ngồi xe taxi tới thành phố Kim Sơn, Trương Nguyên Thanh lại gia nhập nhóm nhân vật chính. Sau khi quay về Tùng Hải, hắn chưa theo phó Thanh Dương về nhà, mà là gọi xe đi thành phố Kim Sơn. Chuyện Thái Long thần kéo dài quá lâu, kỳ hạn một tháng không còn mấy ngày, hắn phải nắm chặt tiến độ, cứu ra ma nhãn, nếu không thành công, cũng có thể có thời gian khởi động phương án thứ hai. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi đã trở về, các huynh đệ. Hạ Hầu Ngạo Thiên, cậu là trở về khoe khoang công tích vĩ đại của mình sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, báo cái bình an mà thôi, cần gì địch ý lớn như vậy? Tôn miễu miễu, bởi vì hắn hâm mộ ghen tị. Hạ Hầu Ngạo Thiên, tôi đột nhiên phát hiện, Tôn miễu miễu ở trong hiện thực rất nhu thuận, đến trên mạng, liền thích phun người ta. Tôn miểu miểu, hừ, cần anh quản. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng đúng trong hiện thực, trên mạng trọng quyền xuất kích. Ồ, thiên hạ quy hỏa sao rời nhóm rồi. Triệu Thành Hoàng, bị Hạ Hầu Ngạo Thiên cùng Tôn miểu miểu trọng quyền bức lui. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mấy ngày nay để mọi người lo lắng rồi, tôi đã thành công vượt qua cửa ải khó khăn. Trong mấy ngày kế tiếp, mọi người không vào phó bản chứ. Hạ Hầu Ngạo Thiên, trong mấy ngày cậu bị nhốt vào. Tôi vừa mới vào phó bản. Thiên hạ quy hỏa, nửa tháng trước vừa mới vào. Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng cũng tỏ vẻ sắp tới sẽ không vào phó bản. Nguyên Thủy Thiên Tôn, người chết trở về bây giờ là ban phái cấp 2, có thể mở ra phó bản giai đoạn thánh giả, tôi muốn mời các vị khai hoang. Mắt mọi người trong nhóm sáng lên. Phó bản ban phái là con đường duy nhất tăng lên giá trị kinh nghiệm ngoại trừ phó bản linh cảnh, trừ thần dạ du phó bản ban phái thậm chí so với phó bản linh cảnh thưởng còn hậu hĩnh hơn bởi vì thành viên ban phái tổ đội vào phó bản có tăng thêm giá trị kinh nghiệm chẳng qua phó bản ban phái số lượng có hạn hơn nữa là một lần sau khi vượt phó bản thành công phó bản đó liền trở thành phó bản đã tiến công chiếm đóng sẽ không tăng giá trị kinh nghiệm nữa mỗi thành viên đều có một lần cơ hội triệu thành hoàng khi nào vào phó bản hắn biểu hiện rất chủ động thậm chí có chút nôn nóng khó dằn nổi Chuyện Triệu Thành Hoàng bây giờ muốn làm nhất Chính là thăng cấp Nguyên Thủy Thiên Tôn Đừng nóng vội Tôi xem một chút quy tắc của phó bản ban phái Muốn mở ra phó bản giai đoạn thánh giả Có hai điều kiện Một là vượt qua phó bản giai đoạn siêu phàm số lượng đạt tới 3 Hai là nhân số ban phái đạt tới 12 người Nguyên Thủy Thiên Tôn Chúng ta đã là thánh giả Không thể vượt phó bản siêu phàm Cần chờ các siêu phàm trong ban phái vượt xong ba cái phó bản Mặt khác Bây giờ nhân số ban phái không đủ 12 người, mọi người có thành viên đáng tin để đề cử hay không? Người chết trở về trước mắt có 8 vị thành viên, còn thiếu 4 vị mới có thể gom đủ 12 người. Hạ hầu ngạo thiên, anh gà đỏ đi, hắn là vai phụ rất cốt, thích hợp làm tiểu đệ cho tôi. Thiên hạ quy hỏa, tôi từ chối. Hắn không thích tên hỏa ma cả ngày mang cậu tên sĩ nhục của hỏa sư này treo ở bên miệng đó nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha